Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh của Mộc Lam Huy. Vâng, hôm nay thì Mộc Lam Huy đang có mặt tại nhà anh Danh ở Củ Chi để giao cho anh một số các sản phẩm đồ gỗ. Thì nhân tiện thì mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn cũng như quý vị khách hàng gần xa có thể theo dõi được một số cái sản phẩm. Mộc Lam Huy cũng sẽ báo giá cụ thể cho quý vị từng sản phẩm của anh đã đặt bên Mộc Lam Huy. Đầu tiên thì là khu vực phòng khách. Tại đây thì Mộc Lam Huy giao cho anh một bộ ghế gỗ hương đá cột 12. Đây là hàng Minh Quốc đào chim. Với dàn tó đào chim đục tay rất là đẹp. Và đây là hàng cột 12. Cột 12, tay 12 và chân cũng 12 luôn. Đẹp nhất trên bộ ghế này thì là dàn tó đào chim được đục thủ công. Đây, dàn tó đào đục thủ công rất là đẹp. Có tó có chiều cao là 24 phân. Và tựa ở tựa cúc tùng trúc mai. Độ dày là 2 phân rưỡi. Tay thì tay trống rồng và dàn mặt thì là mặt khuôn tranh. Mặt khuôn tranh thì với cái khuôn bao ngoài độ dày là 2 phân. Ở bên trong là 1 phân 4. Và tay thì tay có độ dày là 4 phân rưỡi vén cong. Và trống thì là đi trống rồng. Ở lớp vai thì đục CMC. Độ dày là 2 phân rưỡi quý vị nhé. Chân thì đầu lân, chân móng. Nguyên một bộ 6 món như vậy. Một ghế băng dài, hai ghế đơn. Một bàn chè, một đôn cao và một đôn thấp. Thì báo giá cụ thể với quý vị đây là bộ ghế là 36 triệu. Và tiếp theo thì anh có một chiếc kệ tivi với chất liệu gỗ hương đá và đây là mẫu cột nho con sóc có chiều dài là 2m4, cao là 86, sâu 45. Vâng, chiếc này thì báo giá cụ thể với quý vị là có giá là 10.300.000. Đây là sản phẩm thứ hai ở trong phía trước khu vực phòng khách của anh. Tiếp theo Mộc Lam Huy cũng giao tới cho anh một chiếc ghế dây với chất liệu gỗ căm xe. Thì tại đây là mẫu ghế này là mẫu ghế bản lớn, dây nó bản nó dày hơn, thì như quý vị có thể nhìn từ trên xuống thấy cái bản dây này Mộc Lam Huy làm nó dày hơn này. Đó, cụ thể là dày là 2 phân, chúng tôi cưa 2 phân và đi là đi 3 dây. Đó, đây là hàng cải tiến đi 3 dây và rất là chắc chắn. Chất liệu hoàn toàn thì là gỗ căm xe. Và đây là sản phẩm này có giá là 2.200.000. Vâng, vậy thì sơ qua cho quý vị về một chút về phòng khách của anh và báo giá cụ thể cho quý vị. Và tiếp theo thì trong căn nhà anh thì có thêm 2 chiếc tủ thờ với chất liệu khung căm xe chém gõ đỏ với kích thước là dài 1m53, cao 1m47 và sâu là 60, có giá là 6.500.000 một chiếc tại Mộc Lam Huy. Và đây là khu vực bên trong phòng thờ nha anh. Và tiếp theo thì trong phòng ngủ thì anh đặt bên Mộc Lam Huy thì là giường gỗ căm xe với kích thước là 1m6, dài 2m, có giá của Mộc Lam Huy ở thời điểm hiện tại tôi báo với quý vị luôn, đây là sản phẩm 1m6 x 2m, có giá là 6.000.000. Còn nếu đi 1m8 x 2m thì là giá 6.500.000. Và tiếp theo thì cũng có một chiếc tủ áo 3 cánh 1m6, dài 1m6, cao 2m1 với chất liệu là gỗ sồi nga. Và tại đây thì được sơn màu cánh gián, sản phẩm sơn màu cánh gián cho nó giống với màu của cây căm xe. Và đây là sản phẩm có giá là 8.000.000 tại Mộc Lam Huy. Giá thời điểm hiện tại xin quý vị cũng lưu ý giúp chúng tôi, vì Mộc Lam Huy cũng đã thông báo với quý vị rất là nhiều về cái sản phẩm gỗ sồi nga và gỗ căm xe là 2 sản phẩm đã lên giá từ đầu tháng 11. Vâng, thì đây là một phòng. Và tiếp theo thì cũng anh cũng đặt thêm một bộ nữa ở trong phòng phía bên đây. Thì Mộc Lam Huy chúng tôi cũng chưa có lắp ráp được. Đây, cũng một bộ tương tự tủ áo và giường, chất liệu là khung căm xe.
Giường thì khung cam xe mật gỗ đỏ, còn tủ áo thì là gỗ sồi nghe 1m6 x 2m. Và giá thì cũng như phòng bên kia thôi. Giường thì giá 6 triệu và tủ áo thì giá 8 triệu. Vâng, và tiếp theo thì anh đặt bên Mộc Lan Huy một bộ bàn ăn gỗ sồi nghe. Đây là bộ bàn ăn có giá 5 triệu. Thì trong lần giao hàng lần này thì Mộc Lan Huy giao giường và tủ áo, còn bàn ăn và bộ salon cũng như kệ tivi thì Mộc Lan Huy đã giao trước rồi. Đây là mình quay lại một lần, quay một lượt luôn. Còn đây là sản phẩm mình đã giao cho anh trong lần trước, và hôm nay là giao tủ áo và giường. Thì tiện mình qua mặt tại đây thì quay luôn một lượt cho tất cả khán thính giả như quý vị theo dõi. Vâng, một lần nữa thì đây là clip Mộc Lan Huy quay sơ qua ngắn gọn cho tất cả quý vị về đơn hàng của anh khách hàng ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng đã chi tiết cụ thể cho quý vị giá cả từng sản phẩm. Vâng, thì nếu như quý vị có nhu cầu về sản phẩm này thì xin cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Lan Huy qua cái số điện thoại ở trên video, hoặc là tới tận xưởng của chúng tôi để quý vị tham khảo các cái sản phẩm. Và đặc biệt là đối với các sản phẩm gỗ gõ đỏ với gỗ hương đá thì Mộc Lan Huy chúng tôi là để mộc cho quý vị tới kiểm tra gỗ đúng chất lượng, sau đó thì quý vị ký tên và sơn theo yêu cầu, màu sắc theo yêu cầu và độ bóng theo yêu cầu. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lan Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những cái clip lần sau nhé.